Ta tiếp tục ta sang câu số 45. Câu số 45 thì tình nghĩ là không có gì là khó khăn cả. Viết phương trình đường thẳng delta đối xứng với D qua mặt phẳng OXY. Rồi, OXY đối xứng thì chúng ta thấy trong trường hợp này xem nó có gì, có cắt mặt phẳng OXY không? Đó. Nếu cắt mặt phẳng OXY thì chúng ta sẽ tìm cái điểm cắt đó và chúng ta lấy một điểm đối xứng thuộc cái đường thẳng D và đối xứng qua mặt phẳng OXY và ta sẽ viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là xong. Đó. Thế còn nếu như mà đường thẳng này nó không cắt và nó song song đi chẳng hạn, chúng ta nhìn xem liệu có song song không, muốn song song thì như nào? Ta thấy đường thẳng muốn song song với một mặt phẳng. Mặt phẳng OY này, mặt phẳng OY này này. Thì phương trình là gì? Chúng ta thấy khuyết gì đây? Chúng ta khuyết Z, sau đó Z là bằng 0. Đó, Z bằng 0. Và pháp tuyến của nó N của nó chính là bằng gì? 1 à 0 0 1. Đó, 1 được chưa? 0 0 1. 0 0 1 thì bây giờ thằng D này này, D này này. UD chúng ta sẽ có UD bằng bao nhiêu? UD sẽ bằng 2 1 1. Đó. Nhân với nhau thì UD và N delta nhân với nhau là không bằng không, đúng không? Hay nói khác, tích vô hướng là không bằng không. Sau đó hai thằng này là không vuông góc với nhau. Không vuông góc với nhau thì nó sẽ là gì? Nó sẽ không song song. Đó, không song song. Không song song thì ắt nó cắt nhau rồi. Thế thì rất là dễ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình này thôi, cho Z bằng không, cho Z để bằng không vào. Ta sẽ tìm được gì? Coi đặt này bằng T đấy, chúng ta sẽ tìm được cái điểm giao nhau đúng không nhỉ? Đó. Thì ta sẽ có là gì? Ở đây ta sẽ tìm ra cái mặt phẳng Z bằng không. Ta sẽ có từ cái đường thẳng D này nhá. D này. Ta chuyển về tham số là x bằng 2T này. Rồi y bằng 1 cộng T này. Rồi Z bằng gì? 2 cộng T. Rồi cho Z bằng 0 đi, cho Z bằng 0 này, cắt mặt phẳng này. Đấy. Và Z bằng 0. Đấy, giao luôn nhá. Thì ta sẽ có là Z bằng 0 thì T bằng chữ 2, đúng không? T bằng chữ 2 này, Z bằng 0 này. T bằng chữ 2 thì Y bằng gì? Chữ 1 này. Y bằng chữ 1, T chữ 2, X bằng bằng chữ 4 này, đúng không? Chữ 2, chữ 4 rồi ok. Đương nhiên là có cái điểm A có tọa độ chữ 4, chữ 1. Không, đó. Thì đương nhiên là đối xứng đường thẳng mà đối xứng qua mặt phẳng chúng ta tưởng tượng như này này. Đó. Tưởng tượng như này. Cái mặt phẳng OY đây. Thì nó cắt đây. Đây tại điểm A đây. Thì đối xứng nó xuống dưới này thôi. Đó. Bên trên này. Cái đường thẳng D đây. Đơn thẳng lên thẳng delta đây. Thì chúng ta sẽ phải có một cái điểm lấy điểm M bất kỳ đây. Điểm M đối xứng với gì? À, đối xứng với đây là gì? Đối xứng qua. Đó, cái điểm M phải đây chẳng hạn. Thì M phải là đối xứng với M qua mặt phẳng OY này thì M phải thuộc đường thẳng delta. Nhỉ? Thế thì bây giờ mình sẽ lấy một điểm. Lấy một điểm là M. Lấy điểm M có tọa độ là 0. À, 1 2 thuộc D. Thì từ đấy suy ra điểm đối xứng M phải đối xứng với M qua gì? Qua OY. Chúng ta suy ra M phải có tọa độ bao nhiêu? Đó. Đối xứng OY thì chúng ta thấy rằng là cái dự giữ nguyên ở đây đối xứng với OY thì cái dự giữ nguyên đương nhiên là cái mặt phẳng OY đúng không? Z bằng 0 đúng không? Z bằng 0 thì đương nhiên là cái phần phía dưới này này chúng ta lấy có cái gì? Cái gì? OXY là chúng ta OX và Y, X và Y thì giữ nguyên, còn gì? Z là đối xứng, được chưa nhỉ? X và Y thì giữ nguyên. Y thì giữ nguyên. Đó, ta chú ý nha. Đấy. Đấy, đối xứng qua mà, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy này. Đây này, hình chiếu này này đối xứng đây. Chiếu trên mặt phẳng đây nhá. Thì có phải x và y này, đây là x và đây là y thì giữ nguyên vẫn nó đúng không dưới, còn z là từ phía trên nó sẽ lật phía dưới hoặc từ dưới lật lên trên đó, thì z nó sẽ đối xứng vậy thì chúng ta sẽ có là 0 1 và trừ 2 rồi ok. Và đương nhiên đường thẳng delta delta đi qua đâu, đi qua am mà phải đó. Và đương nhiên mình viết viết vectơ A mà phải đi. À, mà phải trừ đi A là 4 này.
2 này trừ 2 này. Và lúc này ta viết u của nó, u là mình sẽ chia cho 2 đi đúng không? Bằng là 2 1 trừ 1 đó. 2 1 trừ 1, 2 1 trừ 1. Người ta nhìn ở đây thì chỉ có đáp án gì thôi? Ta chỉ có đáp án là gì thôi. Ô nhưng mà sao nó đi qua cái điểm 21. À đấy, chết. Tăng quá làm sao mà C được. Đấy, đây đáp án A chứ, đúng không? Đây 21 trừ 1 mình nhìn đây hóa ra đây 21. Đi qua điểm A đây này. Đó, đây là đáp án A, tăng quá. Hỏng. Đấy, tí là đi mất gì? 0,2 điểm. Đấy, nhanh này, nguy hiểm đấy. Đó, quái sao lại đi qua cái điểm này? Nhỉ? Khá là nguy hiểm. Rồi. Ok, câu số 45 là như vậy. Câu sang câu số 46 này. Hàm số y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c có đồ thị là c, biết rằng c là đi qua điểm a có tập trừ 1 0 tiếp tuyến b tại a mà cắt c của c, cắt c tại hai điểm quanh đủ là 0 và 2 đây trên đường thẳng d này. Đó, đây là fx này, dùng fx đúng không? Đó, 02 này. Và diện tích hình phẳng giới hạn bởi D và hai đường thẳng DC này và hai đường thẳng X bằng 0, 2 có diện tích bằng 28 phần 5 phần trong vẽ. Đây, nói tóm lại phần này này. Thì nó là 28 phần 5. Ok, thế bây giờ người ta lại yêu cầu cái gì đây? Để xem mình có. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi CD hai đường thẳng x bằng trừ 1 x bằng 0 có diện tích. Nói tóm lại nó bắt tính cái diện tích này. Cho cái phần trên bắt tính dưới, khá là đơn giản đúng không? Cái này thầy nghĩ là không có gì khó khăn cả. Rất là dễ thôi. Thứ nhất là chúng ta thấy là thằng này là parabol này, ở phương trình hoành độ giao điểm nhé. Chúng ta cứ cho cái phương trình hoành độ giao điểm là cái thằng D này là có dạng. Ví dụ D là có dạng y bằng m cộng n đi, kệ nó quan trọng đâu. Thế thì lúc này chúng ta thấy là phương trình hoành độ là phương trình này là ax mũ 4 đúng không? Phương trình của c và d này này, ax mũ 4 này cộng với bx bình này cộng với c này thì bằng mx cộng n. Chuyển vế sang thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây chính là gì? Chuyển vế sang nhá, đây chúng ta được gọi y trừ đi d đây hai thằng này đúng không? Thì chuyển vế sang ta có a x 4 này cộng với b x bình này cộng với c này trừ đi m x trừ n bằng không này đó. Và cái phương trình này này có cắt ở đây tại một một này nó trừ một này này, trừ một nó tiếp xúc thì nó sẽ có nghịch kép này, thằng này nghịch đơn, thằng này nghịch đơn này. Vậy thì thực chất ấy, cái phương trình này có gì? Phương trình này có x bằng có nghiệm x bằng trừ 1 là nghiệm kép này, kép này. Có x bằng gì? 0 và x bằng 2 là nghiệm đơn này. Và nó phù hợp với kép thì là hai nghiệm này, hai đơn là gì? Mỗi thằng này là sẽ là gì? Nó là hai nghiệm là bốn nghiệm phương trình bậc 4 có bốn nghiệm là ok rồi này. Vậy thì từ đấy chúng ta sẽ có dạng cái thằng này sẽ tương đương a nhân với gì? X cộng 1 bình phương. Wow, vì thằng này kép bình phương nhân với x trừ 2 bằng 0. Và thực chất ấy, nó chính là ví dụ thằng này là gì? Là fx và thằng này mình gọi là gx đi. Vậy thì nói tóm lại là fx trừ gx chính là bằng a nhân với x cộng 1 bình phương nhân với x trừ 2. Đó, được chưa nhỉ? Ok chưa? Vậy thì chúng ta người ta lại cho là tích phân từ 0 đến 2 là bằng gì của cái thằng này, nó là bằng 28 phần 5, quá là dễ rồi. Đó. Vậy thì từ đây ta sẽ có là tích phân từ 0 đến 2 của cái trị tuyệt đối A này nhân với x cộng với 1 bình phương rồi nhân với x trừ 2 dưới dx này là bằng bao nhiêu? Là 28 phần 5. Chúng ta lấy hàng hệ số A này, hệ số A này là
cái hàm số này. Và đây là cộng vô cùng thì đương nhiên chỗ này là cộng vô cùng ở đây này. Thì chỗ này hệ số A nó phải lớn hơn 0. Ăn lớn 0 ngay từ đấy xuất ra ta sẽ có A chính là bằng bằng 28 phần 5 mà chia cho diện tích từ 0 đến tức phân từ 0 đến 2 trị tuyệt đối x cộng 1 bình phương nhân với x trừ 2 họ dx. Và đương nhiên việc này là việc của máy tính sẽ nó bao nhiêu. Đấy. Có thằng này thôi ok rồi là xong luôn rồi nha. Rồi. Trước tiên mình sẽ tính tích phân này trước nhá, xong rồi lấy 28 phần 5 chia cho cái tích phân này là xong nhỉ. Rồi ok, ta sẽ tính này, tính tích phân nha. Đây là tính tích phân trị tuyệt đối này. Tuyệt đối này. X cộng với 1 bình phương của nhân với x của nhân với x trừ 2. Đúng hoặc là tận từ 0 đến 2. Rồi ấn số bằng. Đó. Ô 28. 28 phần 5 luôn đúng không? Ô trời thế này thì bằng 1. Quá là đơn giản. Đó. Bằng 1 thế thì cuộc đời là quá là nở hoa rồi còn gì nữa. Đây thì bây giờ giới hạn x bằng 1 rồi. Thế vậy thì diện tích S chính là bằng gì? S chính là bằng tích phân từ đâu? Từ trừ 1 đến 1 của trị tuyệt đối của fx trừ gx thôi. Đấy. Đây chính là đây fx trừ gx đây với a bằng mấy? Chưa? A bằng mấy? A bằng 1 rồi thì ta chỉ việc bấm thằng này thay thằng này cận thôi là xong. Trời đất ơi, A1. A1 luôn nhá. Thay đổi cận thôi. Cận đây là sẽ là 0 đúng không? À, 0 chứ đến 0 chứ. Không thấy 0 ra 1. Đó. 0. 0. Rồi, đây là trừ gì? Trừ 1. Ấn dấu bằng. 1 phần 5. 1 phần 5 có đáp án D. Trời, quá là hay. Rồi, ok. Rồi, tóm lại là như vậy. Đó, thấy chưa nhỉ? Câu số 46. Ok, rồi. Câu 46 như vậy nha. Câu 47 này, câu 47. Câu 47 này chúng ta thử bấm máy tính xem có được không đúng không nhỉ? Máy tính thì ở đây chúng ta có là có căn bậc 3 có x chúng ta không thể nếu ví dụ như bình thường chỗ này có cái gì đó chúng ta sẽ đặt cái này bằng t cũng được. Mà thôi. Trong trường hợp này chúng ta khá là khó đặt. Xem chỗ nào cũng này có liên quan đến 3 không? Rồi. Hình như là có thể liên quan được đấy, đúng không? Nhưng mà thôi, nó mất thời gian. Acacio thì Acacio luôn một thể đây xem thế nào nhỉ? Còn ta nhìn thấy có mũ này thì cho bằng 100 chắc chắn là can x bằng 100 thì tìm m thì nghe chừng là hơi khó. Bởi vì thực tế thì 100 thì ba mũ 100 nó to lắm, chúng ta giải nó lâu lắm, chắc là mình sẽ can x bằng 0,01. Đó. Nhưng mà ta dịch số được là ok, còn nếu không dịch số được thì thôi nhỉ. Đấy. Dịch số hoặc không dịch số ta sẽ có cách để chúng ta dịch số thôi. Rồi ta sẽ bấm máy nha. Rồi trước tiên ta cứ nhập cái biểu thức này vào đã, 3 này. Đó, x trừ đi 3 rồi cộng với căn bậc 3 này, căn bậc 3 này m này, alpha m đi m trừ 3x rồi ok xuống cộng này mở ngoặc ra này x mũ 3 này rồi trừ đi 9 x bình này cộng với 24x này rồi cộng với m này đóng ngoặc vào này nhân với này ba mũ này rồi đằng nhằng quá nhỉ x trừ 3 này rồi chuyển vế sang này trừ đi 3 mũ x trừ 1 đúng không trừ 1 rồi bây giờ mình sẽ bởi vì mình sẽ dùng cái khả năng mình sẽ dùng cái biểu thức này để thử lại một số vấn đề do đó mình sẽ bước sơ bộ là mình can để mình lấy dữ ấn dấu bằng luôn được ấn luôn dấu bằng coi như là can đấy đúng không ấn dấu bằng này. Đó kệ nó đi cái chỗ này cũng quan trọng đó kệ nó bằng bao nhiêu kệ nó có thể thầy giá trị khác em giá trị khác đó kệ nó rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu này ta giải phương trình để ship can chưa cho x bằng 0,01 đi rồi mà mình cứ cho bằng một đấy ô khá là đẹp đúng không mà này nhìn này có vẻ đẹp 0,01 vào bằng 26
dịch thế này thì chắc khó rồi đúng không nhỉ? Đó. Thế thì chúng ta thấy là nếu dịch thế này thì nghiệm thì ok rồi nhá, ta được nghiệm này. Thì đến đây là một là chúng ta thấy rằng ở đây có cái biểu thức là ba mũ, được chưa? Ba mũ này, đó, ba mũ này, ta hình dung này, thì nó khả năng nó sẽ liên quan đặc trưng của thằng này. Thế là mình sẽ mạnh dạn đi, mình mạnh dạn nhé. Thế lại biểu thức này mình xóa này, xóa thằng này đi. Mình để nguyên thằng ba mũ, mình can xem là can cái giá trị x vừa tìm với y m thì can này. Đó. Bằng này, bằng luôn nhé. Ôi bằng một, đẹp tuyệt vời luôn. Vậy thì chúng ta sẽ có 3 cộng với 3 cộng với căn bậc 3 của m trừ 3x là bằng 1. 1 thì thực chất là bằng 3 mũ 0. Nói tóm lại là trên là bằng 0, đẹp cực kỳ luôn. X cộng 3 cộng với căn bậc 3 của m trừ 7 là bằng 0. Đúng không? Chuẩn nhỉ? Chắc thế rồi. Ok. Rồi chuyển ở đây là trừ chứ ra lại cộng. Trừ trừ trừ. Trừ. Đấy. Thầy hay mình nhầm kiểu này. Rồi. Chuyển vế đổi dấu chuyển sang bên kia thì ta sẽ có căn 3 của m trừ 7 thì bằng 3 trừ x. Rồi lập phương ta sẽ có m sẽ bằng 3x cộng với 3 trừ x mũ 3. Rồi ok, thì đến đây thì tổng giá trị để phương trình của ba nghiệm phân biệt. Khai triển hằng thức thôi rồi. Ồ quá là hay rồi, quá là hay rồi. À, khai triển hằng thức này thôi. Ồ nha. Hằng thức này thì ta có 3x này. Rồi. Đây lập phương là cộng với 27 này trừ đi 3 lần là bình phương nhất số thứ hai, 3 là 3 lần bình phương số nhất và đã có 27 này. Cộng với 3 lần số thứ nhất bình phương số 2 là 9 này. 9x bình trừ đi lập phương số 2 tức là trừ đi. Nói tóm lại là m bằng, ở đây chúng ta sẽ có trừ x mũ 3 này. Rồi. À, cộng với 9x bình này. Rồi trừ 27 này, trừ 24x này. Rồi chúng ta cộng với 27 này. Ở đây chúng ta thấy hàm bậc 3 thì coi như fx. Đến đây lại bấm máy này. Máy. Lại máy. Ồ, bài này hay quá. 23. Máy phương trình bậc 3 để chúng ta tìm giá trị tức là cực trị của nó đấy. À, y cực đại, y cực tiểu là sau này. Trừ 1 này. Bằng này. 9 bằng này trừ 24 bằng này 27 bằng. Đó, cái đó nghiệm xấu, cái đó không quan tâm đâu. Đấy, một cái x cực đại là bằng x cực đại, tức là thằng này nó sẽ đi hàm hàm số này nó sẽ dạng đi xuống này, đi lên này, đi xuống đó. À đâu đâu đâu. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đây là cộng vô cùng, chuẩn rồi. Trừ vô cùng. Đó. X cực đại là đây này. Vòng 4 này. Bằng này. Y cực đại là 11, đây là 11. Đó. Rồi tiếp tục ấn bằng đây này. X cực tiểu là bằng 2. Y tiểu 7, đây là 7. Rồi, ok. Đó, đây là 11 nhé. 11, ok. Thế bây giờ nó bảo rằng là tham số m để phương trình có ba nghiệm phân biệt thì m nó phải nằm giữa này này. M. Vậy từ đây ta suy ra là 7 nhỏ hơn m nhỏ hơn 11. Đó, có ba nghiệm phân biệt. Bao nhiêu? Tổng tất cả, tức là nói tóm lại là m bằng mấy? M bằng 8 này. 9 này. 10 này. 8 9 10. Tổng bao nhiêu đây? Tổng là bằng 10 27 á. Có 27, 27 đáp án C rồi, tổng 27. 27 là có đáp án C. Ok, đó. Chỗ số 47 là như vậy, rất là đơn giản. Nhà nhìn thì phức tạp nhưng nó thành thành dễ đúng không? Ui, bài này mà đi thi gặp này thì ngon lành quá nhỉ. À, không phải 2 điểm thì cực kỳ này. Là ngon lành rồi. Ok, là câu số 47 vậy. Tức là sang câu 48 này, 48. Cho lăng trụ ABC, A phải B phải C phải có đáy là tam giác vuông cân tại B. AC thì bằng 2A. Đó. Hình chiếu vuông góc của A phải lên cái mặt phẳng ABC là điểm H thuộc cạnh AC sao cho AH
bằng 1 phần 3 AC. Đó, AH bằng 1 phần A, AC. Rồi, tao bảo sao đây? Mặt bên A, B, B phải A phải tạo với đáy một góc 60 độ thể tích khối năng trụ này. Okay. Rồi, thế bây giờ ta sẽ làm thế nào? À. Rồi, chúng ta sẽ chắc là phải chắc chắn là vẽ hình rồi. Đúng không nhỉ? Ta vẽ hình này. À, trước tiên ta vẽ đáy trước nhá. Đáy trước này. Đáy là đáy ABC đi. Đó. À, thuộc cạnh AC, C xem là DC để về đi, D đi. AH bằng 1 phần 3 AC, vậy để chúng ta chia cho 3, 3 đoạn. Đây là AH. Và từ đây ta kẻ thẳng đứng lên. Ok. Đó thì chúng ta sẽ có A phẩy đúng không? A phẩy đây. Và ta nối A với A phẩy. Và từ đây thì ta sẽ có là kéo thẳng đây. Ok, đấy, tương đối thôi. Đây sẽ là A phẩy, đây sẽ là B phẩy, đây sẽ là C phẩy. Rồi, đây là H vuông góc. Đó. Nó bảo rằng là mặt bên AB, B phẩy, A phẩy tạo với đáy một góc là bằng 60 độ. Và nó cho là đáy là tam giác vuông cân tại B. Vuông cân tại B tức là chỗ này vuông. Đây, đây. Hai này bằng nhau. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn xác định được góc giữa hai mặt phẳng ấy thì là từ chân đường cao H này này. Ta kẻ một đường thẳng vuông góc nó giao tuyến nó chính là AB. Và muốn kẻ dạng vuông góc giao tuyến tức là vuông song song với là BC đúng không? Từ đây ta kẻ song BC. Rồi, hãy để vuông góc. HI đi chẳng hạn, nó có y không? À chưa. Rồi tôi nối A phải với y. A phải với y. Đó, A phải y. Thì chúng ta thấy chính là cái góc này bằng 60 độ. 60 độ. Ok, thế bài này khá là đơn giản rồi. Chúng ta thấy ngay là muốn tìm A phải H, tức là muốn tính thể tích của gì? Với năng trụ ấy. À, chúng ta phải tìm được A phải H. A phải H thì chúng ta có góc 60 độ rồi, bây giờ chỉ cần tìm gì? IH thôi. IH thì khá là dễ rồi vì đây chúng ta chia 3 này. IH chia cho gì? Chia cho BC thì bằng AH chia cho AC bằng 1 phần 3. Nói tóm lại là chỗ này là AC nó bằng 2A đúng không? AC bằng 2A. Đó. Thì mình sẽ tính được BC thôi, đúng nhỉ? Nói tóm lại là BC, trước tiên là BC, tính được BC thì bằng bao nhiêu? BC cạnh huyền của tam giác vuông cân thì bằng là A cạnh nhân với căn 2, vậy thì chúng ta sẽ thằng này bằng chia căn 2 thì chúng ta sẽ có gì? Là BC, BC thì bằng 2A chia cho căn 2 hay bằng A căn 2. Đó, BC này bằng A. Đó, ok chưa? Căn 2. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là IH. IH chia cho IH chia cho BC thì sẽ bằng AH cho AC và bằng 1 phần 3 đúng không? 1 phần 3. Vậy đương nhiên là IH bằng 1 phần 3 BC và BC kia rồi là bằng A căn 2 trên 3. Ok chưa? 2 3. Rồi có IH rồi thì quá dễ rồi. Đúng nhỉ? Rồi. Vậy từ đấy suy ra luôn.
A phẩy h bằng gì? Tan thì bằng đối trên kề thì bằng IH. Nguyên tan của 60 độ. Tan 60 độ thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? A 60 độ tan 60 độ căn 3 vậy A căn 6 cho 3. Rồi ok, A giao cho 3. Vậy thì từ đấy suy ra thôi, V chính là bằng này 1 phần à không có 1 phần 3 vì đây là trụ, tí là nhầm đúng không? Thì 1 phần 2 diện tích đáy thôi, 1 phần 2 là A căn 2 bình phương nhân với chiều cao tức là A căn 6 3 hay là hết hết đúng không nhỉ, nói tóm lại A mũ 3 căn 6 chia cho 3, A mũ 3 căn 6 chia cho 3 thì chúng ta có đáp án là C. Ok, đáp án là C. Rồi đó, câu số 48 là như vậy. Chúng ta sang câu 49. Câu 49 này. Lấy cho mặt cầu, tóm lại mặt cầu thì chúng ta là m bình trên 4 thì m sẽ phải khác không thôi. À m lớn không đây rồi, m lớn không rồi. Ok. Thì đương nhiên S M này này thì có tâm y. Là 1, 1 và M đúng không? 1, 1. Bán kính R chính là bằng gì? Bằng M trên 2. Đó, M trên 2. Ok. Rồi bây giờ M nhá, mình có M có tọa độ, M có tọa độ x, y, z đi. Đúng không? Thì ta sẽ có MA bình trừ đi MB bình bằng 9 này thì tương đương với MA bình tức là M trừ A hoặc là A trừ M thì thôi. Thì mình lấy M trừ A tức là X trừ 2 bình phương cộng với Y trừ 3 bình phương cộng với Z trừ 5 bình phương. Trừ đi MB bình tức là trừ đi X trừ 1 bình phương trừ đi Y trừ 2 bình phương trừ đi Z trừ 4 bình phương mà bằng 9. Rồi ta sẽ biến đổi này. Y bình hết, y bình hết, z bình hết. Bây giờ chúng ta sẽ còn x chẳng bao nhiêu. Ở đây chúng ta có trừ 2, à, trừ 4x, trừ 4x thì chúng ta chỗ này chúng ta có bao nhiêu? Trừ 2x thành cộng 2x thì còn trừ 2x. Chỗ này có trừ 6y. Trừ 6y chỗ này là cộng 4y, đúng không? Cộng 4y thì còn trừ 2y. Chỗ này là trừ 10z. Ồ, sao đẹp thế? Trừ 10z đúng không? Trừ 10z thì cộng với 8z thì trừ đi 2z. Hay quá nhỉ? Đó, chắc chia hết cho 2 đúng không? Rồi, chỗ này chúng ta có 2 với 2 hết này, chỗ này hết này. Đó. Rồi, chỗ này là gì đây? À, 3 là 9. 9 cộng với 25 thôi 9 này, 9 trừ đi 1. À, thì ta cứ 9 này cộng với 25 này trừ đi 1 này trừ đi 16 đúng không? Rồi, đây tóm lại là bao nhiêu đây? 25 thì bao nhiêu đây? Thì chỗ này là bằng 17, 17 mà chuyển 9 sang là trừ 9 đúng không? 17 trừ đi 9, trừ đi 9 thì bằng bao nhiêu đây? Còn 8. Này còn để chia cả hai vế cho trừ 2 ta có x cộng với y cộng với z trừ 4 bằng 0. Ok, đây là mặt phẳng alpha. Rồi, quá là dễ rồi đúng không? Điều kiện là gì? Điều kiện để tồn tại M. Đấy. Thì sao? Thì alpha phải cắt gì? Tức là có điểm chung với SM. Điều này đương nhiên D từ Y đến alpha này em sao à, bằng R thì nó sẽ là tiếp xúc có một điểm đúng không, nó sẽ làm sao nhỏ hơn hoặc bằng ở đây trường đúng không, nhỏ hơn bằng D, nhỏ hơn hoặc bằng R. Rồi thế bây giờ giải phương trình này thôi, tương đương với chúng ta thay y vào đây thôi, y tọa độ y đâu nhỉ, y đây, y là 1, 1m thay vào
ta có chỉ tuyệt đối 11m này, 1 1 1 1 cộng 1 cộng với m trừ 4 chia căn bậc 2 của một bình cộng một bình cộng một bình, nói tóm lại căn 3 đúng không? Đấy, nhỏ hơn bằng R, tức là nhỏ hơn bằng gì? Bằng M trên 2. Cái này tương đương quy đồng bình phương lên là ok, được chưa nhỉ? Chuyển vế lên. Và tương đương với chúng ta sẽ có là 2 này. Thì tuyệt đối của gì đây? M trừ 2 này. Nhỏ hơn hoặc bằng căn 3M này. Bình phương lên M nó lớn không rồi mà. Bình phương luôn. Đó, tí nữa ông ta kết hợp điều kiện mở không là 4 này nhân với m bình này trừ 4m này cộng với 4 này đúng không, rồi nhỏ hơn bằng 3m bình, rồi tương đương với là nhân vào ta có m bình này trừ đi 16m này thì cộng với 16 là gì, nhỏ bằng không, rồi nó ở giá trị nhỏ nhất của m, xem là bấm máy thôi, trong khoảng thôi đúng không, m sẽ lớn hơn bằng có máy ta được là 8 trừ 4 căn 3 này. 8 trừ 4 căn 3 và 8 cộng với 4 căn 3, vậy đương nhiên là giá trị nhỏ nhất thì đây là giá trị nhỏ nhất rồi không, từ đấy suy ra giá trị nhỏ nhất của m là 8 trừ 4 căn 3. Ta 8 trừ 4 căn 3 thì ta có đáp án gì? Đáp án C. Ok chưa? Đó. Đáp án C. Như vậy. Chúng ta sang câu cuối cùng là câu số 50. Câu số 50 này hỏi là có 5 điểm cực trị hàm hàm hợp thì khá là đơn giản. Thì nghĩ là không có gì khó khăn cả. Làm rất là dễ thôi. Ở đây chúng ta thấy là f và x bằng bao nhiêu? Chúng ta f x bằng 0 ấy, bằng 0 thì chúng ta sẽ có là x bằng 2 là kép. Kép thì bỏ luôn. Bỏ, không quan tâm đến nó. Được chưa? Và x bình trừ đi 4x cộng 3 bằng 0 thì mũ nghiệm bằng 1, mũ nghiệm sin A tức là x bằng 1 và x bằng 3. Đó. Thế quan tâm hai thằng này thôi. Nhỉ, thằng này bỏ này, bỏ luôn. Cái này chúng ta gì? Khá là đơn giản, ta chỉ quan tâm mỗi thằng U này thôi. U bằng gì? Bằng x bình trừ đi 10x cộng với m cộng 9. Rồi, chúng ta thấy thằng này là khá là đơn giản là bởi vì chúng ta thấy chúng ta bỏ cái thằng m đi nhé, cộng với m này mình tạm thời bỏ m, mình sẽ bấm thằng này thôi, bấm thằng này ta sẽ tìm gì? Dạng parabol nó sẽ như này. Đó, thì chứ nhỉ, dạng parabol này. Đầu tiên ta bấm rất là dễ thôi. Này. Bấm phương trình bậc 2 nhé. Đó, phương trình bậc 2 luôn này. Bấm bấm cộng 9 này nhé, rõ đấy là một này bằng này đó trừ 10 này bằng này 9 bằng này, rồi cả nó đừng bấm m và để nguyên đó, không quan tâm chỗ này đâu, đây đây đây, đây ta thấy thế nhá, chỗ này là trừ 16 là giá trị nhỏ nhất này, chỗ này là trừ 16 nhưng mà chúng ta còn cộng m, chúng ta cộng thêm m này nữa đó, thế là cộng vô cùng và cộng vô. Ok, là xong đấy. Thế thì bây giờ chúng ta thì chúng ta nhìn thế này, ở đây là chúng ta chỉ có gì? Cho cái thằng U này, sao thằng này chúng ta có thằng U này là có một điểm cực trị, đúng chưa? Có một điểm cực trị này, muốn hàm này có 5 điểm cực trị thì chúng ta đây là đường thẳng y 3 nó phải như này. Rồi về đấy. Đây là thằng 3. Đương nhiên 3 nó lớn hơn 1 rồi. Đó, 1 nó thấp hơn. Thì nó phải 1 nó phải nằm đây. 1 2 này, một điểm cực trị, hai điểm cực trị, ba điểm. Và đây một điểm cực trị nữa. 5. Và đủ 5 điểm cực trị. Vậy thì như này thì tức là trừ 16 cộng với m này. Nó phải như nào? Số 1 nhỏ hơn 1. Hay là 1 nó lớn hơn, đúng không? Có bằng được không? Không được. Bằng ở đây thì nó chỉ có gì? Nếu như bằng 1 đây này, một cũng chạm đây. Đó. Chạm đây này, nếu bằng một nhé, chạm đây thì nó chỉ có ba điểm cực trị, đây một điểm cực trị, hai điểm cực trị, ba điểm cực trị, không có sai đúng chưa, nó là yêu cầu là 5 điểm cực trị. Thế đây bài này khá đơn giản, mấy dòng là xong.
Con này đương nhiên là m sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 10, 17. Nhóm 17 mà nó hỏi là giá trị nguyên dương. Nguyên dương thì đương nhiên là từ 1 đến 16 rồi. 1, 16 thì chúng ta có đáp án gì? À, đáp án B rồi, đúng không? Đó. Thế nguyên dương thì là đương nhiên là m bằng 1 cho đến 16. Ok. Rồi. Ok, đáp án gì? B, xin nhận. Ok, vậy là kết thúc 50 câu của cái đề số 2 trong cái đề và tổng ôn và luyện đề của thầy. Ok, xin chào các em.